Hôm nay con thi ở trên trường á, lúc đó con lái số 1 giờ lúc đó mẹ con tặng ra con Victoria một cái tiêu đặt hay là giờ con mở ra tặng ăn mẹ cái tôi xem nha. Wow, ngon quá. Hôm nay có khoai tây chiên, có xà lách, canh nước, tấm, với cá, hươu nó. Không Khâu thua ốc chứ hư nó chứ ở dưới là làm. Con mời anh về cái thứ ăn cùng với hai chị em của con nàng. Mặn cũng xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay con gái lớn Mặn thi lấy được điểm 1 cả nhà, là điểm giỏi nhất ở bên Đức này. Ở bên Đức này cho điểm 1, điểm 2 là good là tốt nha cả nhà, điểm 3 là trung bình. Thì con nó học nó lấy điểm 1 thì Mặn cũng khuyến khích là con mỗi lần lấy điểm 1 là được được vun sình, là được muốn thưởng cho cái gì đó. Thì hôm nay bé muốn ăn thưởng cho cái ăn ngon, khuyến khuyến khích. Victoria, giữ cái bà đây với tôi nè. Ok, bà đây với tôi. Cái tay đây, đây với tôi thích ăn. Hôm này là Mặn mua có dừa gà, dừa lam là thịt kiều ở cả nhà, có hai loại luôn. Con mời anh về cái chỗ ăn với con với chị ra về nè. Rồi hai con ăn đi, Ngon quá. ráng học cho giỏi đi, rồi ba mẹ muốn cái gì là ba mẹ thưởng cho cái đó. Lấy cơ, lấy cơ, lấy cơ. Răng con bữa nay còn đau không? Hôm qua con gái lớn Mặn đi kiểm tra lại răng ở cả nhà, là cứ vài tuần là phải đi kiểm tra cái niềng á, niềng răng lại á. Thì người ta xiết vô để cho cái răng nó khỏi hô ra đó. Mỗi lần đi làm là mỗi lần đau lắm cả nhà, ăn nó ơ răng á. Con với chị ra mới đi học về các ăn. Ăn cho nhiều màu lớn nha. Dạ. Này con gái lớn Mặn cắn không được, ơ răng quá cắn được, lấy kéo cắt ăn nè cả nhà. Yummy. Anh bè cứ chú biết cái gì xíu nữa. Bày dễ đủ trò. Ok. Rồi sau con phải nói là chị ra rè làm rót nước giùm em. Nói rồi cho đàng hoàng nha con. Không đăng cờ chị. Victoria, con đăng cờ chị chưa? Chị rót nước cho con phải đăng cờ cho chị chứ. Cảm ơn chị đàng hoàng. Con đẩy chai nước ra khỏi vô con để nó vướng. Dạ. Anh đã biết đủ biết không? Tí kia răng á, cái tàu lắm luôn á. Cô muốn lấy nước sốt rồi. Có cần máy máy hết phần không? Này. Anh bạn cứ biết không, ở bên con á lẹ, bây giờ con chỉ nai ở bên đây được thôi, chứ ở bên đây nó tàu lắm luôn á. Hát sắp cầm một lần luôn. Nhưng, mai thích cho hát sắp cắm. Nó sợ lên sợ trên sợ cơ mà. Wir hatten einen anderen App, Kartoffelkorn,
con đang tham gia hội tại con được bài tập là cả bài guitar nữa bài nuôn blau guitar à dạ hồi từ has to how old are you dạ viele oder zu wenig 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 und du lernen in Schule alle verstehen oder nein ja ja das ist schwer oder nicht schwer nicht schwer du hast gesagt nicht schwer aber Hausaufgaben machen du musst alle kann machen alle sauber machen alle alleine machen ja nicht Mama Papa helfen ja okay ja oder nein wirklich ja und Sarah heute hast du Hausaufgaben oder nein ja viele nur eine zu wenig und con gái zu wenig oder nicht nicht schwer sehr hợp với nhân con mama mama không ăn gì rồi con ăn đi ăn cho hết đi cho mẹ mới ăn cơm nãy mà ăn đi con ăn đi mama lấy nước sốt rồi nước sốt rồi bên này nước sốt nè con mẹ mới hồi nãy chưa đón tụi con vừa là mẹ để ăn rồi bên này cái này nè đây dạ 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 à. Tụi con bỏ cái muỗng đi vô chơi vậy cho nó vướng vậy nước sốt trong này nhiều lắm nè ha rồi ok một dĩa này á, một cái hộp này á, bạn mua là 9 euro nha cả nhà. 9 đồng thôi, là bình thường mình ra ngoài mình ăn là nó làm một cái dĩa, cái đun là thay lợ là dĩa. Bây giờ mình ăn mình mít niêm lại bỏ vô cái hộp này. Tính ra là khá là nhiều nha. Rồi cẩn thận tóc con. Ra ra ao. Không. Mà thường á, là thương hai chị em hết á. Lớn thì thương theo kiểu lớn mà nhỏ thì thương theo kiểu nhỏ, nhỏ thì nhõng nhẽo thương theo kiểu khác, còn lớn là thương theo kiểu khác. Ăn học đồ cho đàng hoàng, mama mới thương, ba ba mới thương. Ba mẹ đi làm là khổ cực rồi con biết không, là lo cho tụi con ăn học là tụi con chỉ có bây giờ là còn nhỏ chỉ có ăn học thôi chứ không có làm được cái gì hết á, thì cố gắng mà ăn học. Tụi con cứ nghĩ là bây giờ tụi con ăn học nó rất là khổ, nhưng mà sau này tụi con có tương lai biết không? Sau này tụi con học thành tài, tụi con ra đi làm, tụi con có lương tháng, tụi con tự lo cho bản thân, như vậy là tụi con tốt rồi. Thì có học là có tương lai à, con nên nhớ vậy đó. Mà không học là không có tương lai. Ăn đi con. Mama làm cho lớn cho con. Con gắm vô. Con gắm con lấy vô. Cái đám này lấy không được hả? Rồi đây. Mama ai xếp phần cho. Đây hả? Có lấy rau rồi không? Rau rồi salad. Nói. Cái đá cá rau rồi salad. Bitsen type of lamb. Tại vì nó đỡ su sa mình nè con thấy không? Đỡ su sa mình nó dính với nhau nè. Ngon quá, mầm. Ăn đi con. Như vậy cho hai đứa hả? Nhiều quá, tụi con ăn ăn. Hai đứa con mặn hộp để ăn hết, nhiều lắm cả nhà. Cô ăn no chưa? Nào, thôi bye bye ông bà cô chú đi. Hẹn gặp lại ông bà cô chú ở video tiếp theo. Bye. Bye bye. Hẹn gặp lại ông bà cô chú ở video tiếp theo.